Hey, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với Joko Joko. Mình là Tôn Tiến Kiệt của Tích Duyên. Và chủ đề hôm nay của chúng ta đó là nước và ánh sáng đối với cây trọc. Tiếp nối cái phần trước, Kiệt có làm một cái video hướng dẫn về đất trồng, cách trồng như thế nào. Thì hôm nay Kiệt sẽ tiếp nối cái video đó và Kiệt nói về hai chủ đề luôn, đó chính là ánh sáng và nước đối với cây trồng. Đây là một trong những cái video mà Kiệt làm để Kiệt hướng dẫn cho những bạn mà mới biết trồng cây, mới bắt đầu tập trồng cây. Thì đây sẽ là những cái lưu ý mà Kiệt nghĩ là không phải ai cũng biết, và đây là những cái kinh nghiệm mà Kiệt muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Thì trước khi mà Kiệt nói về hai cái chủ đề đó thì Kiệt muốn khoe với các bạn là Kiệt mới mua được hai cái cây nè. Đó, bây giờ Kiệt sẽ unbox cái này ra cho các bạn xem ha. Họ mới vừa ship Kiệt luôn. Thì bây giờ Kiệt sẽ mở nó ra. Kiệt sợ lắm mọi người. Mỗi lần mà Kiệt mua đồ mà cây trồng mà ship từ xa tới là Kiệt sợ lắm. Mọi người biết sợ gì không? Sợ ship ba chao á. Tại vì thời gian mọi người biết bốc hàng người ta đâu có mà nâng niu đồ của mình đâu. Trời ơi, đất không rồi. Chút xíu quét nhà đã luôn. Sao mà có thể ship mà để cây nhiều như vậy chứ. Trời ơi, lần đầu tiên Kiệt thấy mua cây mà họ ship luôn cái chậu quá trời. Thường là người ta phải tháo cái cây ra. Đây là cái cây đầu tiên. Lần đầu tiên Kiệt thấy người ta bán cây mà người ta ship luôn cái chậu có đất á mọi người. Thường là khi mà Kiệt mua không, để nói cho mọi người biết là khi mà mình trồng những, mình mua những cây như là cây xương rồng. Ở chết, nói luôn rồi. Cây là cây xương rồng. Mình mua những cây mà họ xương rồng á, là người ta sẽ chỉ ship cái cây thôi, người ta không có ship đất. Tại vì cái đất của nó rất là khô. Khi mà các bạn ship là nó đổ tùm lum hết trơn hà. Chết. Ok, đây là cây đầu tiên của Kiệt. Là một loại xương rồng ha mọi người. Mọi người có thể thấy nó có phần rễ sẵn nè, cây này là cây, nói chung là cây mà có rễ sẵn vậy thì các bạn cũng khá là dễ chăm. Chắc mọi người cũng thấy lạ ha, cây này mọi người ít người trồng lắm. Rồi, một cây để đây. Rồi, cây tiếp theo vẫn để trong chậu luôn. Sao hay dữ vậy trời. Cái này Kiệt rất là thích nè, Kiệt không biết làm sao đây. Hên quá, yeah. Mọi người thấy không? Nó trông giống giống cây này ha. Nhưng mà nó là, nó kiểu nhìn nó rất là đã luôn mọi người. Đẹp. Được. Nói chung chỗ này đánh giá thì ngoài cái việc giao hàng cây xương rồng, người ta giao hàng cây xương rồng mà thường là người ta sẽ tháo ra như thế này nè, xong rồi người ta gói lại thôi, chứ không ai mà để đất luôn này. Để đất luôn chết. Xíu Kiệt quét cái đống này thôi. Kiệt xỉu á. Rồi ok, để qua đây ha. Rồi bây giờ Kiệt sẽ vào cái phần ánh sáng và nước. Ok, bây giờ đầu tiên là về ánh sáng. Thì bất kỳ một cái cây nào cũng đều cần ánh sáng cả, không có cây nào không cần ánh sáng. Khi mà mọi người đi ra ngoài tiệm cây á thì nên, có nhiều người, người ta sẽ trồng cây, chẳng hạn như là nếu mà mình có điều kiện thì mình sẽ ở nhà có sân vườn á, thì không có nói rồi. Còn khi bên nhà ở nhà phố, chung cư, apartment thì thường các bạn sẽ lựa chọn những cây loại gọi là cây indoor ha, cây indoor. Còn còn ngoài trời sẽ gọi là cây outdoor. Thì dù cây indoor hay là cây outdoor gì, hai loại cây này đều cần ánh sáng cả. Không có cây nào mà không cần ánh sáng. Nên các bạn đừng bao giờ mà ra ngang ở chỗ bán cây người ta bảo là cây này để trong nhà được, cây này là cây văn phòng. Không bao giờ. Một trong những cái ví dụ điển hình nhất là các bạn biết cái cây bàng Singapore. Thì sẽ để cái hình ngay đây ha. Đây là một cái cây rất thành thánh. Rất là thần thánh. Mà các bạn thấy những cái shop thời trang, những cái văn phòng, người ta rất là hay để cây này.
Và Kiệt cũng có một người bạn trồng cây này và bảo Kiệt là sao ta trồng mà nó cứ chết hoài, nó cứ vàng lá, nó rụng 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 lá hết dần, riết rồi chỉ còn có cái cây không. Rồi, để Kiệt phân tích cho mọi người hiểu, khi mình trồng một cái cây mình cần phải tìm hiểu về cái mặt sinh học của nó như thế nào. Thì cây bàng, nếu các bạn học sinh học thực vật thì nhớ không lầm là năm lớp 7, thì cây bàng là cây rễ cọc ha, nó gọi là cây rễ cọc. Thì cây rễ cọc là sao, là cái rễ nó đâm thẳng, một cái rễ rất là bự và gọi là nó có một cái rễ chính, nó đâm thẳng xuống sâu vào trong lòng đất để lấy chất dinh dưỡng cũng như lấy nước. Và những cây rễ cọc đặc trưng là cây chịu nắng nha mọi người, chứ không có cây nào mà rễ cọc mà cây không có chịu nắng hết. Thế nên các bạn mà chọc những cây đó mà trong nhà thì nó đi là đúng rồi, không thể nào mình đủ ánh sáng để mà nó phát triển ha. Còn những chỗ như là các bạn thấy như văn phòng, những văn phòng lớn ở những cái trung tâm, người ta để những cái cây đó tại sao sống được lâu? Thứ nhất là họ có một cái đội ngũ về cảnh quan cây trồng, người ta chăm sóc. Thứ hai là để ý, nếu các bạn để ý thì những cái chậu đó họ thường để gần với cửa sổ, hoặc cái cửa sổ nó không phải cửa sổ nhỏ nhỏ giống như ở nhà của chúng ta, mà nó là một cái cửa bự bằng kính luôn, là nó nhận ánh sáng ban ngày vào rất là nhiều và nó đủ để chan hòa được cái sự phát triển của cái cây ha. Thế nên các bạn đừng bao giờ nghe mọi người bảo là ok cây này không cần ánh sáng đâu, để trong nhà. Không có cây nào không cần ánh sáng cả. Vấn đề ở đây là cây cần nhiều hay là cây cần ít mà thôi. Ha, ok. Rồi. Bây giờ nói về ánh sáng phần tiếp theo, đó chính là về hướng. Thì chúng ta sẽ có đông tây nam bắc đúng không? Thì các bạn bỏ hướng bắc hướng nam đi, mình chỉ biết hai hướng mặt trời mọc và lặn là hướng đông và hướng tây thôi ha, là hai hướng sẽ hướng ánh sáng của mặt trời. Thì các bạn chỉ cần lưu ý với Kiệt, hướng đông mặt trời mọc đúng không, thì mặt trời mọc là ánh sáng từ 9 đến 10 giờ, 11 12 giờ gì đó, thì trước cái 12 giờ thì ánh sáng nó sẽ dịu hơn. Cái lúc mặt trời lặn là bước qua 12 giờ, tức là ánh sáng hướng tây. Và các bạn phải lưu ý, như Kiệt ở đây là cái hướng của Kiệt chính là hướng tây, nên mọi người thấy Kiệt trồng là những cây giống như là sương rồng, những cây giống như là thiên tuế, cây dứa, cây agave, những cây mọng nước, thì những cây đó nó mới chịu được cái ánh nắng hướng tây ha. Những bạn nào mà trồng, nếu mà nhà bạn nào mà hướng đông nó thì quá tốt rồi, cái ánh sáng nó rất tốt cho cây trồng. Còn những bạn nào mà nhà ánh sáng hướng tây á thì mọi người phải để lưu ý là phải trồng những cái cây mà lá đừng quá mỏng ha, chọn những cây thân mọng nước, lá kim giống như là thiên môn, thiên tuế, những cây mà lá cứng cứng dày dày á, thì những cái cây đó nó sẽ chịu được cái lượng nhiệt của ánh sáng buổi trưa mà trực tiếp lên nó. Rồi, một cái ví dụ nữa cho các bạn trồng cây dễ là các bạn biết cây lưỡi hổ không? Chị để hình ngay đây tiếp ha. Thì cây lưỡi hổ là cái cây rất là dễ trồng, các bạn có thể tham khảo nó chịu được nắng cũng như là, theo Kiệt thấy thì cây này là một cái cây, một trong những cây Kiệt thấy chịu được cái bóng râm rất là tốt, vừa chịu nắng tốt mà vừa chịu bóng râm rất là tốt, là cái cây mà các bạn để trong phòng được á, rất là ok. Và phải nhớ, dù có chịu bóng râm tốt thế nào thì các bạn cũng phải cần có một lượng ánh sáng vừa phải trong phòng nha. Rồi, bây giờ Kiệt nói tiếp theo về cái phần ánh sáng nó quan trọng như thế nào. Thì các bạn có thể thấy hai cây Kiệt để ở bên đây ha. Hai cây này nhìn hình 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 hài nó hơi khiếm nhã một tí xíu. Ok, thì đây là hai cây xương rồng mà Kiệt cũng đã trồng khá là lâu rồi. Thì bên cây này lúc Kiệt mua là nó nằm ngay đây nè. Đó, rồi mọi người thấy teo chỗ này không? Nó giống như bị hẹp. Nó bị teo chỗ này không? Cái chân này nó nhỏ lại. Rồi, cây này nó bị nghiêng ha. Thì cái cây này lúc Kiệt mua là người ta để trong nó như thế này nè. Xong rồi người ta để trong cái kiểu như chỗ mát nhiều quá thì cái đầu nó bị teo lại. Cái đầu nó bị teo lại, nó không có đều. Thì lúc mà Kiệt về Kiệt trồng thì nó lại phình ra lại. Thì nhưng mà lại bị thắt cái chỗ eo chỗ này rồi. Thì đây là một cái cây bị thiếu sáng ha. Rồi. Còn đây, cái cây này thì rất là đầy đặn, rất là vừa vặn, rất là hồng hào, nhưng cái cây này nó đang bị lệch qua một bên. Thì cây này là hướng sáng như thế nào? Các bạn trồng cây các bạn phải lưu ý là cây nguyên lý đúng không, cái nguyên lý hoạt động của nó thì đều hướng về ánh sáng. Cây nào cũng vậy, các bạn trồng các bạn để ý một thời gian là tự nhiên nó sẽ đổ 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 về ánh sáng hết. Thì các bạn muốn trồng cái cây mình nó ra tán lá đều, nó muốn đều cây, thì các bạn phải xoay xoay nó. Ví dụ như hôm nay nó ngoắc bên đây đúng không, rồi các bạn thấy nó móc ở đây nhiều quá, rồi các bạn cho cái đầu nó ngoắc vô trong mát để cho từ từ nó bẻ ngược ra nắng. Ví dụ như cây này lúc đầu nó cũng bị nghiêng một bên rất là nhiều, thì hôm nay nó cũng là
thật sự là được 70% là thẳng lên rồi đó. Còn cái này thì nó hơi hơi cong cong nè, tại vì cái cây này cái thân nó nhỏ hơn thì cái lượt bẻ nó nhanh hơn, còn cây này nó vẫn nó bự á mọi người, nên nó chuyển hướng của nó rất là lâu ha. Rồi các bạn phải lưu ý là cái hướng ánh sáng rất là quan trọng, và nhớ giùm Kiệt, cây nào cũng cần ánh sáng, không có cây nào không cần ánh sáng cả. Cây lá dày, lá kim, thân mỏng nước thì mình trồng được hướng tây, chịu được lượng nắng gắt đó. Rồi cái đó là về ánh sáng. Còn về lượng nước, Kiệt nghĩ về lượng nước thì chút xíu Kiệt sẽ quay một vòng cái Kiệt giới thiệu các bạn những cái cây mà Kiệt đang có, xong rồi Kiệt cũng sẽ giới thiệu các bạn cách tưới nước như thế nào luôn ha. Ok, bây giờ mình ra vườn thôi, không phải ra vườn mà là ra ban công của Kiệt. Ok, về nước thì các bạn hãy lưu ý giúp Kiệt là các bạn nên tưới nước bằng nước mưa hoặc là nước bồn để lâu á, chứ đừng có dùng cái nước máy, tại vì nước máy mà các bạn sử dụng liền á thì nó sẽ có rất nhiều chất clo, thì nó sẽ không tốt cho cây. Các bạn có thể sử dụng nước mà để trong bồn chứa rồi cái khí clo nó đã thoát ra rồi thì rất là ok ha. Rồi còn về cách tưới như thế nào thì đợt trước nếu các bạn có xem cái video của Kiệt hướng dẫn về cái chậu trồng cây cũng như là cái chất cái giá thể để trồng cây á, thì mọi người thấy Kiệt nè, hầu như ở đây Kiệt trồng toàn là những cái cây được đặt ở trong chậu đất nung ha, mọi người thấy không, hoàn toàn là chậu đất nung. Thì tại sao Kiệt nói các bạn sử dụng chậu đất nung nó rất là tốt? Thứ nhất là ví dụ như là bây giờ Kiệt chuẩn bị tưới cây đi, thì Kiệt sẽ nhìn cái chậu và Kiệt biết được cái cây Kiệt nó đang thiếu hay là nó đang thừa nước. Ví dụ như cái chậu này, mọi người nhìn cái chậu này nha đó, mọi người thấy cái phần ẩm ẩm ngoài đây không đó, cái phần ẩm ẩm này chứng tỏ là cái chậu này trong đây nó vẫn còn độ ẩm ha. Rồi cái chậu này cũng vậy đó, mọi người thấy phần này không, nó vẫn còn độ ẩm, chỗ này thì nó khô nè đó. Rồi ví dụ như chậu này ha, rồi đây chậu này nhìn vào là thấy nó khô hoàn toàn luôn. Ok, thì bây giờ Kiệt sẽ tiến hành tưới cho cái chậu này. Thì việc đầu tiên Kiệt tưới đó chính là Kiệt sẽ sử dụng một cái đồ tưới như thế này, tại vì những cái cây mà họ thương rồng thì nó rất là sợ nước đụng vào người nó, nên các bạn tưới các bạn cứ né né nó ra, tưới gần gốc thôi đó. Các bạn tưới như thế này rồi để các bạn tưới đã đời luôn. Ủa quay video vậy, đây các bạn tưới đã đời luôn rồi. Giờ Kiệt tưới đã đời nè. Thật ra giờ này là không nên tưới cây rồi mọi người, giờ trưa như thế này là không nên tưới cây, nhưng mà ở đây Kiệt quay giờ này cho các bạn xem để thấy ánh sáng nó rõ. Rồi bạn cứ tưới đã đi. Rồi rồi đó, thì cái việc tưới cây chỉ cần tưới như vậy thôi. Thì các bạn nhìn cái phần chậu chút xíu này nè đó, khi mình tưới xong rồi bắt đầu nó sẽ thấm vô đây, nó sẽ có cái nó sẽ hiện cái kiểu màu đậm đậm á, thì mọi người sẽ biết được là cây của mình đang đang có đủ nước. Đây mọi người thấy không, sau khi mình tưới thì các bạn rất dễ dàng nhận biết là cái chậu của mình cái lượng nước nó đang như thế nào đó, nó thấm ra ngoài như thế này, đây nó đang đổ xuống dưới đây đó. Là mọi người nhìn cái chậu này mọi người biết là đang có tưới nè, còn như cái chậu khô khô như thế này thì là chưa nè. Đây toàn thể cái đây chỉ là một phần thôi, đây là hai cái cây hồi nãy Kiệt mới mua, Kiệt chưa trồng này, để đây giờ chưa trồng là bị dễ bị sốc nhiệt lắm. Wait, alright, I need you, baby. You on this lonely night, I love you, baby. Trust in me when I say it, I love you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. You on this lonely night, I love you, baby. Trust in me.
Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video và hẹn gặp các bạn ở những chủ đề tiếp theo. Nếu các bạn thích những video của Kiệt thì nhớ like cho mình, subscribe và đăng ký kênh YouTube của Kiệt. Nhớ bấm thông báo nhé. Bye bye. Mấy ngủ dậy nè, hay gớm.